Thưa quý vị và các bạn, khép lại thế kỷ thứ 20 đầy biến động, song đã ghi dấu đậm nét những bước đi lên rất đỗi tự hào của dân tộc. Hòa trong không khí phấn khởi của anh em bạn bè trên mọi miền đất nước, đồng bào chúng ta nơi cực Bắc Tây Nguyên xa xôi cũng đã nâng nức đón chào thiên niên kỷ mới bằng một lễ hội tưng bừng. Ông Phan Đức Luận, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, trưởng ban tổ chức lễ hội, đọc lời khai mạc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, kính thưa đồng bào, đồng chí, thưa quý vị và các bạn thân mến, một năm mới, năm 2001, một thập kỷ mới, một thế kỷ mới, thế kỷ 21, một thiên niên kỷ mới, thiên niên kỷ thứ ba đã đến với chúng ta. Thật hạnh phúc cho những ai được chứng kiến và sống trong những thời khắc kỳ diệu này. Chắc chắn ngày và đêm hôm qua, một đêm chia đều cho hai thiên niên kỷ, những hình ảnh cực kỳ sinh động, mang ý nghĩa to lớn của toàn nhân loại sẽ mãi mãi lăn động trong ký ức đời sống của mỗi chúng ta. Tổ quốc, dân tộc ta lại có dịp hòa nhập và khẳng định mình bằng chân lý sáng tạo trước thế giới, bởi sự anh minh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi sự tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đó là sự kết tinh vươn tới đỉnh cao của mọi truyền thống dân tộc. Đó là những dấu son, những trang sử chói lọi, sáng mãi tới muôn đời sau cho con cháu. Hòa vào dòng chảy mãnh liệt ấy, đập cùng nhịp đập thiêng liêng ấy, hôm nay một ngày mới, ngày đầu tiên cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum vô cùng tự hào, vô cùng hào hứng chào đón một năm mới, một thế kỷ, một thiên niên mới. Những gì đã diễn ra suốt các thời gian qua trên khắp các địa phương trong tỉnh đã thật sự tạo nên điểm tựa tinh thần vô cùng sâu sắc, mà đỉnh cao là đêm lễ hội này, lễ hội chào đón thế kỷ của tỉnh Kon Tum thân yêu. Những gì diễn ra từ sáng đến nay đã đáp ứng tâm niệm khát khao của hàng ngàn, hàng vạn người. Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của vùng cực Bắc Tây Nguyên này sẽ chính thức là món quà tinh thần đầy ý nghĩa hướng về Đại hội đại biểu lần thứ 12 Đảng bộ tỉnh Kon Tum, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng. Tinh thần và không khí hào hoành tráng thuyết phục từ lễ hội này sẽ còn lắng động trong ký ức của mỗi chúng ta trong những ngày mừng Đảng, mừng xuân, mừng Tết cổ truyền của dân tộc. Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh nhiệt liệt biểu dương sự đóng góp, sự phối hợp có hiệu quả của tất cả các đơn vị, cơ quan ban ngành đối với lễ hội này. Nhiệt liệt biểu dương các nam nữ diễn viên, đặc biệt các nghệ nhân, các dân tộc tỉnh đã quy tụ về đây nhằm phục vụ đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đón chào thế kỷ mới. Ban tổ chức chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo của tỉnh đã tới lễ trường cùng chung vui với chúng ta. Thay mặt ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 tỉnh Kon Tum, tôi tuyên bố khai mạc lễ hội chào đón thế kỷ 21. Chúc tất cả chúng ta, mỗi người, mỗi gia đình hồ hởi phấn khởi đón nhận những giờ phút thiêng liêng, lịch sử và hào hùng. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Đại diện các tầng lớp nhân dân, già làng Con Ngo, xã Vinh Quang phát biểu. Xin chào. Ao phai mặt, ni hay dân tộc, tên Kon Tum. Ai là ngài dân tộc, dĩ tiên, trả được dục từ nhục hôi, là chinh hay đoàn kết. Liên lâm bà bên, ni hay dân tộc, tên Kon Tum. Người lúc này ra rồi khai ra, anh châu ôi chạc. Trong không khí vui mừng thắm tình đoàn kết của các dân tộc anh em của đêm lễ hội chào mừng thiên niên kỷ mới hôm nay, tôi xin thay mặt nhân dân các dân tộc anh em
được bày tỏ niềm vui, niềm phấn khởi, niềm tự hào và tin tưởng và đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, xây dựng cuộc sống của chúng ta ngày càng ấm no hạnh phúc. Tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.